Trước khi xem video, anh em hãy like và đăng ký để cho Ad có động lực ra video nhanh hơn. Cảm ơn anh em. Ta thế nhưng là một thanh kiếm có nguyên tắc, nếu như chủ nhân của ta Hiên Viên ở đây, đâu có đến phiên ngươi phách lối. Bản kiếm xuất đạo đến nay, không đánh cấp cao thì cũng là miểu sát kẻ địch. Cười lắm thì cấp độ bùng nổ, đến lượt vào tay ngươi, ta mẹ nó chỉ muốn nhảy sông tự tử. Hảo huynh đệ, trách ta quá yếu khiến ngươi ủy khuất. Huynh đệ, ngươi gọi ta là huynh đệ. Thật sự là một thanh kiếm tốt. Lại là lò luyện đan, hắn đến cùng muốn làm gì? Hóa ra hết thảy pháp thuật, cuối cùng đều là khí luyện. Ngươi mạnh lên rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu như ngươi chỉ có loại cường độ này, thì không đáng để ta vượt hàng triệu dặm đến giết ngươi. Bản vương cũng muốn xem trong trí nhớ của ngươi có gì. Phật Sa Đơn tiến vào thức hải Tô Minh, lại ngạc nhiên phát hiện ký ức chi môn nhiều đến trăm ngàn phiến, mỗi một cánh cửa đều giống như một tầng cấm chú, rất cao bảo vệ ký ức phủ bụi. Mở cho ta. Theo ký ức đại môn bị triệt để phá ra, một màn kinh khủng xuất hiện. Trong tịch tĩnh hư không, một diều bổ xuống. Ngay sau đó, ký ức đi vào một mảnh chiến trường, thành nhân toàn bộ chiến tử. Không ngờ còn khốc liệt hơn so với ta nghĩ, ngay cả thành nhân cũng. Nếu như nhất định phải nói là ký ức, có lẽ tất cả mọi chuyện trên đời này kỳ thật đã sớm trải qua vô số luân hồi. Bây giờ, rất có thể lại luân hồi đến tiết điểm kia lần nữa. Phật Sa Đơn mở ra vận mệnh chi nhãn, phơi bày những cảnh tượng này cho người đời. Có thể biết, hắn phải tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Đáng chết, không nhìn nữa, nhanh đóng lại cho lão tử. Poseidon lâm vào điên cuồng, vô luận thế nào cũng không khép được cánh cửa vận mệnh của Tô Minh. Sau đó hình ảnh đi sâu vào vũ trụ, Tô Minh rớm máu, đầu bị quỷ dị chặt xuống, mai táng dưới đáy mặt trời. Khi đó mặt trời là màu đen, mọi thế giới tối tăm không mặt trời. Thân thể Tô Minh bị chia làm trăm phần, mấy cái thời không, trên trăm cái vị diện tách ra mai táng. Nói chính xác là phong ấn, nhất định là giả. Hắn rất nhiều thủ đoạn, tạo ký ức giả cũng không phải việc gì khó. Có lẽ hắn cũng là quân cờ vận mệnh, muốn mang tất cả chúng ta vào cuộc, kẻ này đáng chém. Trên người hắn cất giấu quá nhiều bí mật, vô luận thế nào cũng phải nắm hắn trong tay. Có thể bắt đầu hành động rồi. Sau đó hình ảnh đi vào thần cảnh trận, mọi thứ đang diễn ra theo tình hình thực tế. Tô Minh cũng là một người xem trên thần cảnh trận, mắt thấy Long Quốc thần minh liên tiếp bại 17 trận thê thảm đau đớn. Tiếp theo, Tô Minh sẽ lên sàn, mời Tần Thủy Hoàng. Chuyện vừa mới trải qua còn nóng hổi. Không đúng, môn thần hạ tràng rồi, hắn sao còn đứng ở đó? Ký ức đi theo hướng hoàn toàn không giống người xem trải qua. Trông nhất thời đám người sửng sốt, kết cục không ngoài sở liệu. Môn thần bị hà đi một thương xuyên tim, nốt hận tại chỗ. Mấy trận sau đó, tiểu toàn phong, đầu trâu mặt ngựa, xí cô, đều chiến tử. Chẳng lẽ đây mới là kết cục thật sự của thần thoại lôi đài? Từ đầu đến cuối, Tô Minh đều chỉ là người đứng xem. Poseidon bị ép chống đỡ ký ức, Poseidon gần như thiêu đốt một nửa thần cách. Rốt cuộc không chịu được ho một ngụm huyết. Cũng ở thời điểm này, rốt cuộc cũng thấy được thần thoại giáng lâm. Vì cái gì? Kết cục là phương Tây thần giáng lâm toàn cầu. Ta chỉ muốn biết, sau khi thần giáng lâm xảy ra chuyện gì? Tạo phúc nhân loại, hay là dứt bỏ phân chia quốc gia, dẫn dắt toàn nhân loại đi hướng toàn dân tu thần thời đại? Sau khi thần thoại xâm lấn, phương Tây chỉ cao củng cố trật tự, ngăn chặn phương Đông Thiên Môn, Loki, Satan, Tula, trắng trợn lùng bắt người Hoa Hạ sở hữu thần tính. Cái gọi là lùng bắt, thực ra chính là thần quang quét qua mà chết, một mảng máu tươi nhuộm lên toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Sau đó, Poseidon từ trong một phế thành phát hiện Tô Minh. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi, hạt giống vận mệnh, ngươi tồn tại, chính là sự uy hiếp lớn nhất của chư thần.
Phương Tây Thần, ta với ngươi không thù không oán, vì cái gì nhất định phải dồn ta vào chỗ chết? Ta chỉ là người thường, ngươi trải qua quá nhiều tử vong, chết đối với ngươi mà nói cũng không đáng sợ. Nhanh đón tân sinh đi, một lần luân hồi mới sắp mở ra. Mệnh của ngươi, chú định ngươi sẽ khắc chết rất nhiều người. Coi như ta không giết ngươi, cũng sẽ có người tìm tới ngươi, sau đó giết chết. Phật Sa Đân, ngươi nghịch phản nhân luân, tàn sát vô tội, nếu có luân hồi chuyển sinh, Tô Minh ta nhất định sẽ bám lấy ngươi, cho đến khi nghiền xương ngươi thành tro, vĩnh viễn chịu ác của. Thuần huyết như vậy, bánh răng vận mệnh hình như dừng lại rồi. Hay cho một vận mệnh chi tử, chúng ta đều bị lừa, lại đến lần nữa, người này đã nghịch chuyển trùng sinh. Dựa vào cái gì, thế giới muốn vận chuyển quanh hắn? Nói đùa gì vậy, nếu mọi việc không diễn ra như hắn mong đợi, có phải sẽ lặp lại lần nữa? Hắn có thể vô hạn quanh quẩn trùng sinh, chúng ta lại chỉ có thể làm công cụ. Xem ra, thân phận người trùng sinh của ta bại lộ rồi, kiếp trước hạ nguyên rùa có chút hung ác. Nói đến, ngươi cũng không đáng chết như vậy, chẳng trách ngàn tầng phong ấn có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Ngươi căn bản không bị nhiếp hồn. Không mượn tay ngươi, làm sao tìm được chân ngã? Rất tốt, xem ra lựa chọn kiếp trước của ta là đúng. Chuyện rất không dám làm, để ta làm. Là phúc là họa, đều thắt ở trên người ta. Ta lấy hải thần chi danh, tự tay khiến ngươi lộ tầng che mặt cuối cùng. Sâu kiến, mở mắt chó của ngươi ra, nhìn rõ ta là ai. Chỉ trong nháy mắt, thần thoại lôi đài trong nháy mắt nổ tung, tất cả trên lôi đài, nữ võ thần, trật tự, tất cả đều chôn vùi bên trong cuồng uy, hóa thành hư không. Ngươi đến rồi, đoán xem chúng ta là lần thứ mấy gặp mặt. Ngươi là ai? Vậy phải hỏi chính ngươi, ngươi là ai? Đúng vậy, ta là ai? Đừng nghĩ nữa, ngươi muốn trở thành ai? Ngươi chính là người đó, bao gồm ta. Kỳ thật, giữa ta và ngươi, không nên gặp sớm như vậy. Nhất niệm diệt thế, chỉ cao thần cũng có thể làm được, nhưng muốn thời gian quay lại, thì phải loại tồn tại gì mới làm được? Xảy ra chuyện gì? Ta hình như vừa bị giết chết, sau đó lại được sống lại. Vô luận thế nào, xảy ra chuyện gì, tín ngưỡng bản vương cũng không thay đổi. Giết người, không tiếc hết thảy. Kỳ thật một khắc vừa rồi, Phật Sa Đân cũng đã chết. Thời gian quay lại và được phục sinh, cũng làm cho hắn thấy rõ, trong cơ thể Tô Minh có tồn tại rất đáng sợ. Giống như ngươi, không giết ngươi, ta khó chút bỏ thù hận một kiếp. Thái Hạo Thượng Đế, đệ tử cả gan, mượn phục khi thần đàn dùng một lát, liệt yêu lô hãy đến giúp ta. Phục Hy Đàn, luyện yêu lô, xem ra lúc thần phổ đổi mới, liền biểu thị có thể để triệu hoán sư sử dụng. Thật là thần khí bá đạo, muốn thao túng lực lượng của hải thần, phải hỏi ước vạn sinh linh trong biển có đáp ứng hay không. Thủy triều chi nộ. Chênh lệch vẫn còn quá lớn, tô mỗ hổ thẹn, khiến các ngươi hổ thẹn. Lấy chân huyết ta. Trói lệnh chư thần, khấu thỉnh Đông Hoàng Trung. Đây là trung gì, có thể áp đảo vạn thế. Đây là một thế nào? Tham kiến Đông Hoàng Đại Đế. Một tiếng Đại Đế, lại nghịch nhân của bàn. Tiểu tử, người lai lịch không nhỏ, chẳng trách có thể lấy hỗn độn chung. Nhưng mà lấy từng đó thần lực của ngươi, không phát huy ra được thực lực của Đông Hoàng Trung. Đệ tử Tô Minh, đa tạ yêu đế đại nhân. Vì sao cảm ơn ta, hỗn độn chung chính là bản hoàng sen lẫn thực nhật chi vật. Bị người lấy đi, dù sao cũng phải tới xem. Ngược lại là ngoài ý muốn, người bại diện cũng không nhỏ.
không chỉ có thể lấy đi Đông Hoàng Trung, ngay cả Phục Hy Đàn cũng lấy. Yêu Đế có chỗ không biết, Văn Bối chỗ thời không, cùng thần tích ngăn cách đã mấy ngàn năm. Bây giờ sắp nghênh đón thần thoại xâm lấn, nhưng còn một bước quan trọng, ta cần mượn Đông Hoàng Trung chi lực. Giết hắn!